Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Quân sẽ quay cho mọi người một chiếc xe mới về sáng nay, đó là chiếc xe X8. Mọi người hãy cùng Quân xem qua con xe này biển Sài Gòn nha. Tất cả đều sơn zin, mọi người hãy cùng Quân theo dõi chiếc xe. Con này thì năm sản xuất là 2020, X8 phiên bản luxury nha anh em. Đó, phần đầu xe nước sơn rất là bóng. Tất cả đều sơn zin theo xe. Xe thì biển số Sài Gòn như anh em đang thấy đó. Xe mới một đời chủ thôi, chạy là cực kỳ lướt luôn. Con này chủ xe giữ rất là kỹ. Đó, chạy chỉ có mới hơn 4 vạn thôi. Lốp xe, bánh xe còn nguyên zin. Đó, mình quay bên hai bên cho anh em cùng coi. Phiên bản là luxury này thì là phiên bản gọi là gần như là full option rồi. Đó, thì đây là một trong những lựa chọn mà rất là tuyệt vời cho anh em cùng tham khảo.